Ai bảo hắn tu tiên chương 1136, vương triều đậu nành tổ miếu. Lục Dương cùng bất hủ tiên tự ý thức đồng thời trở lại Phật quốc. Ừm, đây là ở đâu? Lục Dương phát hiện mình xuất hiện tại một tòa củ nát miếu thờ bên trong, hắn thì là ngồi xếp bằng tại liên hoa đài bên trên, bóp lấy tay hoa, giống như là Phật tượng đồng dạng. Bên ngoài còn có tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi. A, à, thiếu giáo chủ tỉnh. Kim Thải Vi canh giữ ở Lục Dương bên người, phát hiện lục dương rốt cục tỉnh lại đi ra ngoài đem chúng nữ gọi trở về lục dương đầu óc có chút mộng hắn nhớ mang máng ba ngày trước bị mang cốt triệu hoáng thời điểm ra đi vừa tới phật quốc chung quanh một mảnh sa mạc vừa mới qua đi ba ngày làm sao hắn liền bị đem đến chùa miếu rồi mà lại đây là cái nào tòa miếu tỉnh a à, ngôi miếu này có chút ý tứ bất hủ tiên tử bay ra có chút hăng hái dò xét miếu thờ xây dựng ngôi miếu này vũ người vẫn rất có ý tưởng nhị đương gia tỉnh bất hủ tỷ tỷ cũng quay về rồi, cùng nên đại nhân trở về. chúng nữ đợi ba ngày, cuối cùng là đem bất hủ tiên tử cùng lục dương cùng loại tỉnh. tam đương gia, ngôi miếu này có phải hay không là ngươi xây? bất hủ tiên tử cười hỏi, lục dương không có kinh nghiệm, nhìn không ra mánh khóe, nàng thì là liếc mắt liền nhìn ra ngôi miếu này vũ không giống bình thường. vân mộng một người ngùng cười hắt hắt, cũng không chỉ là ta một người chú ý a. À, chủ yếu là đại đương gia cùng nhị đương gia thời điểm ra đi cũng không nói gì thời điểm trở về, cũng không thể để hai vị đương gia vẫn đứng trong sa mạc, nguyên bản chúng ta muốn vào thành tới, có thể chúng ta nhiều như vậy người, nhị đương gia ngươi lại luôn nói đi ra ngoài tại bên ngoài phải khiêm tốn làm việc, chúng ta liền quyết định không như nguyên địa xây dựng một gian chùa miếu che gió che mưa. Sau đó ta liền đề nghị đã muốn xây dựng chùa miếu, không ngại dùng mỹ thực vì nguyên liệu xây dựng. Nói, Vân Mộng Mộng đi đến Lục Dương trước mặt, Lục Dương tọa hạ là một đóa hoa sen, nàng tách ra một khối hoa sen phóng tới lục dương miệng ở bên trong nhị đương gia nếm thử có phải hay không ăn ngon lục dương theo bản năng cắn một cái kinh ngạc phát hiện cái này hoa sen không biết nguyên liệu là cái gì nhưng thật cực kỳ ăn ngon đây không phải hoa sen mà là trường sinh linh quả lá cây a à. bất hủ tiên tử hỏi khởi bẩm đại nhân đúng thế thanh hà nói đây là nàng dùng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu bồi dưỡng ra đến trường sinh linh quả lá cùng tiên vật chỉ có cách nhau một đường, trân quý đến không cách nào dùng linh thạch cân nhắc. Những này cửa sổ là mặt phẳng linh quả. Kim Thải Vi hưng phấn nói, nàng xây dựng chùa miếu thời điểm bỏ khá nhiều công sức. Dầu thấp là ta từ yêu vực mang tới mật ong. Cho nên cái này cả tòa miếu đều có thể ăn. Lục Dương cuối cùng biết vì cái gì bất hủ tiên tử khen ngôi miếu này kiến tạo không giống bình thường, đúng là không giống bình thường, lại có thể dừng chân lại có thể ăn, nhất cử lưỡng tiện. Bên ngoài là đang đổ mưa đi, ngôi miếu này không có vấn đề sao? Từ tiếng mưa rơi phán đoán, bên ngoài trời mưa hạ rất lớn. Không có việc gì a, à, xây miếu dùng đều là chống nước đồ ăn. Vân Mộng Mộng tự tin nói, các nàng xây miếu mục đích đúng là che gió che mưa, làm sao lại bị nước mưa phá tan? Là còn không có xây xong sao, có nhiều chỗ còn phá, không có xây xong nói ta có thể giúp một tay. Lục Dương chỉ vào một chỗ bức tường, nơi đó lộ cái lỗ nhỏ Kim Thải Vi thận trọng nhất tay, kia là bị ta ăn. Vòng đi vòng lại vẫn là các ngươi còn bên cạnh xây vừa ăn, Vân Mộng Mộng cười hì hì lôi kéo Lục Dương cùng bất hủ tiên tử tay, đem bọn hắn kéo đến ngoài miếu. Nhìn, đây là mọi người cùng nhau cho chùa miếu nghỉ danh tự. Tấm biển bên trên, đậu nành miếu, ba chữ to dị thường bắt mắt. Cái này miếu xây hoàn toàn chính xác thật rất tốt, dứt khoát đem nơi này xem như chúng ta vương triều đậu nành tổ miếu được rồi. Bất Hủ Tiên tử nghe nói các triều đại đổi thay đều sẽ xây dựng tổ miếu, bọn hắn vương triều đậu nành mặc dù là mới phát vương triều, nhưng sớm tối cũng là muốn xây tổ miếu. Mọi người loại Trừ Lục Dương đều rất cao hứng, ý vị này Bất Hủ Tiên tử khẳng định các nàng ba ngày này thành quả lao động. Vương triều đậu nành tại thế giới hiện thực rốt cục có cứ điểm. Lục Dương cảm thấy cái này tổ miếu kiến tạo thực sự một lời khó nói hết, có thể tất cả mọi người đồng ý, hắn một giới tiên nhân cũng không tiện nói gì vậy ta cũng giúp đỡ chút hoàn thiện một chút chúng ta tổ miếu ở đây lập xuống quy tắc tu sửa vương triều đậu nành tổ miếu tại phật quốc lợi dụng tiên khu bố trí quy tắc so tại vấn đạo tông thời điểm tùy tiện gấp trăm ngàn lần phật quốc thật sự là nơi tốt vô số kim sắc tín ngưỡng chi lực hiển hiện chuyển hóa làm đồ ăn bổ khuyết tổ miếu lỗ thủng thời gian trong nháy mắt tổ miếu liền rực rỡ hẳn lên cùng vừa kiến tạo thời điểm giống nhau như đúc Kim Thải Vi hiếu kỳ nếm thử một miếng tu sữa bộ vị, lắc đầu, thiếu giáo chủ, cái này không được a, à, dùng quy tắc chi lực làm ra ăn uống không có linh hồn. Ta cũng nếm thử. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà bọn người theo thứ tự tiến lên nhấm nháp, đều cảm thấy đối với các nàng làm ăn ngon. Tiểu Dương Tử, người muốn đối đồ ăn có kính trọng trái tim. Bất hủ tiên tử cũng đi ra vạch Lục Dương tư tưởng bên trên sai lầm. Lục Dương Thật xin lỗi ta sai rồi, Ta đổi một loại phương thức luyện tập quy tắc chi lực được không? Từ đối với đồ ăn tôn trọng, Lục Dương rút về quy tắc chi lực, một lần nữa A Tổ Miếu biến thành miếu hoang. Có người đến. Lục Dương bỗng nhiên nói, hắn phóng thích tiên thức cảm ngộ thiên địa thời điểm, phát giác được có một đội nhân mã chạy về đằng này, đều là phàm nhân, xem bộ dáng là tại tránh mưa. Tranh thủ thời gian trốn đi. Mọi người tiến vào miếu thờ, hoặc ngồi hoặc đứng tại liên hoa đài bên trên, cải biến dung mạo ngụy trang thành Phật Đà hoặc là Bồ Tát Bộ Giáng. Vương Đại Thúc, nơi này có tòa miếu, chúng ta ở chỗ này tránh một chút mưa đi, một đội nhân mã vội vàng chạy đến, gặp gỡ chùa miếu mừng rỡ. Quái, nơi này khi nào có một tòa miếu? Vương Đại Thúc đứng tại ngoài miếu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tình. Đậu nành miếu, chưa nghe nói qua còn có như thế cái địa phương A, à, được rồi được rồi, tranh thủ thời gian vào đi. Nếu là lại như thế đổ xuống đi, chẳng định không khí hội nghị lạnh, đến lúc đó đi đường liền phiền toái. Bọn hắn lúng cúng tay chân tiến vào miếu thờ, phát hiện miếu thờ mặc dù cũ nát, lại vừa vặn có thể che gió che mưa. Hô sống lại. Bọn hắn dỡ xuống hành lý, kiểm tra có hay không dầm ướt địa phương, cởi quần áo ra tiến hành nướng. Đây là vị nào Phật Đà? Bọn hắn rảnh rỗi đối cái này ở giữa chùa miếu rất là hiếu kỳ, phát hiện một tôn Phật tượng cùng tượng Bồ Tát cũng không nhận ra bất quá Phật tượng cùng tượng Bồ Tát nhóm đều rất ra nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngươi nhìn cái này vị nhỏ Bồ Tát, tốt nhỏ. Nói là Kim Thải Vi. Im lặng, phải có thành kính chi tâm, không thể không để ý. Vương Đại Thúc quát lớn mọi người, dẫn theo bọn hắn tại mỗi một vị Phật tượng cùng tượng Bồ Tát trước mặt quỳ xuống, cảm ơn để bọn hắn ở chỗ này tránh mưa. Cuối cùng, Vương Đại Thúc lấy ra một túi linh thạch, mặc dù không nhiều, lại là một phần tâm ý, phóng tới phật tượng dưới chân trong thùng công đức vương đại thúc đây không phải ngươi tại mộ phần nhạc linh thạch sao làm sao lại cho phật tượng có người đồng hành không hiểu hỏi vương đại thúc thở dài một tiếng cảm khái nói ta hôm qua nhặt được cái này một túi linh thạch hôm nay gặp được miếu thờ thế gian nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy trong cõi u minh tự có số ngày nói rõ những linh thạch này không nên vì ta tất cả mà là nên quyên cho miếu thờ sau cơn mưa trời lại sáng vương đại thúc bọn người dắt ngựa thớt rời đi chùa miếu lục dương từ liên hoa đài bên trên nhảy xuống tới nhìn qua dưới chân thùng công đức thần sắc quái dị hắn cảm nhận được cái này một túi linh thạch cùng tuổi thọ của hắn sinh ra liên hệ cái đồ chơi này làm sao giống như vậy mua mệnh tiền mua mệnh tiền tượng bồ tát nhóm đều sống lại vây quanh thùng công đức rất là hiếu kỳ chưa nghe nói qua chuyện này thời kỳ thượng cổ khả năng không có là đại càng hoặc là đại ngu thời kỳ phát minh Lục Dương giải thích nói. Lục Dương cảm nhận được cái này một túi linh thạch cùng tuổi thọ của hắn sinh ra liên hệ, đối phương ý đồ dùng linh thạch mua đi tuổi thọ của mình. Mua mệnh tiền một loại kéo dài tính mạng tà pháp, bình thường cách dùng là đem một cái túi tiền đặt ở mộ địa, hoặc là đặt ở giao lộ, ai nhặt được số tiền này, đối phương liền có thể đem người này thọ nguyên mang đi, tương đương với cưỡng chế giao dịch. Thật to gan, còn dám mua lục sư huynh mệnh. Chúng nữ lòng căm phẫn lấp dung nói, đây quả thực là vô pháp vô thiền xem là ai làm. Lập xuống, quy tắc, ra tìm mua mệnh tiền chủ nhân. Màn đêm buông xuống, quả đen đang khô héo nhánh cây cạc cạc gọi bậy, ánh mắt chất phát, rất lâu mới chuyển động một chút. Nơi này là Kim An thành ngoài thành hoang phế mộ địa, mai táng đều là không biết tên thân phận thi thể, âm khí cùng oán khí lượng lờ, thậm chí gan lớn đạo tặc cũng sẽ không ở chỗ này ngừng chân, lo lắng chọc không rõ chi vật. Bỗng nhiên, tay khô héo cánh tay phá đất mà lên, trên cổ tay cuốn vòng quanh hạt châu, khoảng chừng 108 mai, không bàn mà hợp đại chu thiên số lượng. Ha ha, lại có người nhặt được lão phu tiền A mặt đất phấn chấn sụp đổ, lộ ra khô cạn cánh tay chủ nhân, là một gầy đến chỉ còn lại da bọc xương lão giả, không giống như là người càng giống như là khô lâu phủ thêm da người. Gặp gỡ lão phu tiền, cái mạng này liền nên về lão phu. Lão giả mở mắt, trông thấy mình đang bị một nam lục nữ vây xem. Chính là hắn sao, dáng dấp xấu quá cương liên y mười phần ghét bỏ nói lão nhân này trên thân một cổ mục nát hương vị phi thường khó ngửi lão giả ánh mắt hiện lên một tia mê man bất quá rất nhanh tìm đến trung tâm nhân vật ánh mắt rơi tại trên người lục dương hắn cảm ứng là lục dương cầm đi hắn mua mệnh tiền chính là ngươi sao xem ra là cái có chút kiến thức có thể nhìn ra đây là mua mệnh tiền còn biết tìm giúp đỡ lão giả tiếng cười khàn giọng đây là vô dụng đây là nhân quả chi thuật Trúng cái này thuộc giả duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem tiền đưa tặng cấp. Ngươi là ai? Lục Dương có chút hăng hái mà hỏi. Ta là ai? Lão giả đứng lên, thân thể run run, cảm thấy vấn đề này phi thường buồn cười, trong tiếng cười mang theo tang thương cùng thê lương, giống như là cười nhạo mình, lại giống là đang cười nhạo cái này vạn trượng hồng trần thế nhân. Ha ha, ta đã sống quá lâu, đã quên mình là ai. Lục Dương trầm mặt một chút, yên lặng kéo lên ống tay áo ta gọi ra Ngọc Mễ, người xưng Ngọc Đạo Nhân, năm nay 198 tuổi, trúc cơ hậu kỳ tu vi, am hiểu cản thi thuật, ta từ nhỏ không cha không mẹ, là dựa vào nhặt đồ bỏ đi lớn lên, cả ngày cùng con mũi làm bạn, ngẫu nhiên có một ngày từ trong đống rác tìm tới pháp môn tu luyện. Ngọc Đạo Nhân quỳ trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập, trên mặt dấu bàn tay càng dễ thấy, đa một thanh nước mũi một thanh nước mắt giới thiệu mình bi thảm đi qua. Mới hơn 100 tuổi giả trang cái gì lão niên si ngốc, còn nhớ bất trụ tên của mình, Lục Dương nhìn một vòng, liền tự mình so Ngọc đạo nhân tuổi tác dưới, lục nữ tuổi tác đều so Ngọc đạo nhân lớn. Được rồi được rồi đừng nói nhảm, đem cản thi thuật giao ra. Lục Dương không tâm tư nghe hắn giảng nhiều như vậy. Tốt, tốt. Ngọc đạo nhân bị Lục Dương thủ đoạn dọa đến mất hồn mất vía, cái này tối thiểu nhất là Kim Đan hậu kỳ đại năng a, hắn đời này đều chưa thấy qua mấy cái Kim Đan hậu kỳ, làm sao hết lần này tới lần khác liền để hắn đụng phải hắn thậm chí cũng không dám nhìn cái này vây quanh ở lục dương bên người lục nữ, sợ bị đào con mắt, cái này lục nữ đẹp không giống người, đơn giản giống như là trong truyền thuyết tiên nữ. Lục dương lật ra hai mắt cản thi thuật, đúng là xuất từ cản thi tông không thể nghi ngờ, bất quá là tàn đến không thể lại tàn thì tàn cuốn, xem ra là ngọc đạo nhân trong lúc vô tình đạt được cơ duyên. Mọi người quen biết một trận cũng là duyên phận, tranh thủ thời gian bàn giao mua mệnh tiền là từ chỗ nào học, sau đó chọn một kiểu chết a à, lục dương làm việc quan tâm chú ý một cái thẳng thắn từ rộng ngọc đạo nhân trầm giọng nói ra tiền bối coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành so với xính ngoan đấu dũng hắn không kém gì bất luận kẻ nào ta mặc dù đấu không lại tiền bối có thể ngươi sáu vị đạo lữ đều ở nơi này ngươi có thể bảo vệ các nàng chu toàn sao ngọc đạo nhân rung tay một cái cổ tay một trăm tám mai hạt châu phát sáng đây là hắn bản mệnh pháp bảo mỗi một mai hạt châu bên trên đều có khắc một loại pháp thuật Sơ cấp khống hỏa thuật Sơ cấp khống thủy thuật Hết thảy 108 loại pháp thuật Chiến đấu pháp thuật phối hợp lẫn nhau Khiến người ta khó mà phòng bị Ai Lời này không thể nói lung tung a. À. Lục dương thần sắc đại biến Tranh thủ thời gian động thủ một bàn tay chụp chết ngọc đạo nhân Miễn cho lão nhân này lại nói chút đại nghịch bất đạo Sư hồn kết thúc về sau Lục dương biết rõ ngọc đạo nhân mua mệnh tiền là làm sao tới Nguyên lai Phật quốc âm thầm có một cái hồn tổ chức tổ chức thành viên đều biết linh hồn, thi thể một loại pháp thuật, nội bộ tổ chức đẳng cấp sâm nghiêm, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, cao hơn một cấp chính là cao một trọng bầu trời, thiên cấp thành viên hết thảy có 10 vị, theo thứ tự là thiên nhất đến thiên thập, thực lực phi phàm, lão nhân này chính là hoàng cấp thành viên, xem như hồn tổ chức bên ngoài. Hắn mua mệnh tiền chi pháp chính là từ hồn tổ chức nội bộ mua sắm. Mà lại hồn tổ chức thỏ không có ba hang, thật giả cứ điểm nhiều vô số kể, lão nhân này mặc dù là tổ chức thành viên, nhưng cũng không biết chân chính tổ chức cứ điểm ở nơi nào vậy chúng ta chẳng phải là tìm không thấy hồn tổ chức rồi vâng mộng mộng này a hoa văn lộn xộn hai lần nàng còn muốn đại triển quyền cước đại chiến một phen thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp còn có thiên nhất thiên thập cái gì nghe cái này hồn tổ chức liền phi thường cường đại xác thực tìm không thấy bất quá chúng ta cũng không cần tìm a à, vì cái gì trước đây ít năm mạnh gia cùng chùa tây thiên cùng một chỗ điều tra giấu ở phật quốc vô tình giáo thành viên lúc không biết dùng biện pháp gì tìm tới đem hồn tổ chức hang ổ cho diệt đi lão nhân này cấp độ quá thấp mạnh gia không có tra được hắn tầng này nói đến đây lục dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một quyển sách nhỏ chúng nữ vây xem phát hiện sách nhỏ tên gọi mạnh gia tại phật quốc tiêu diệt vô tình giáo hành động báo cáo hành động kết thúc về sau mạnh gia mở khen ngợi đại hội tới ta được thỉnh mời đây là lão mạnh hắn cha mạnh phá thiên tại trên đại hội làm báo cáo lục dương một bên đọc qua sách nhỏ một bên nói ra nghi ngờ của mình quái ta đọc hành động báo cáo thời điểm không có ấn tượng trong này nhắc tới cái gì hồn tổ chức lão nhân này làm sao lại nói hồn tổ chức bị mạnh gia xử lý rồi lục dương một lần nữa lật ra một lần chứng minh mình ký ức không có không may xuất hiện có phải hay không nơi này thanh hà chỉ vào trong báo cáo không đáng chú ý một hàng chữ lần này hành động bên trong ta mạnh gia trừ bắt được vô tình giáo trưởng lão ngoài ra còn thủ tiêu, kháng long giáo, vô thi minh cùng loại hơn 10 cái phi pháp tổ chức. Cái này cũng không có nói hồn tổ chức a. À. Vân Mộng Mộng không hiểu hỏi. Hồn tổ chức có phải hay không tại cái này, cùng loại hơn 10 cái bên trong. Thanh Hà suy đoán không phải không có lý, thời kỳ thượng của nàng phụ trách tổ chức tín ngưỡng bất hủ tiên tử tín đồ, cần xử lý to to nhỏ nhỏ sự tình vô số, tỉ như hướng thế nhân tuyên dương bất hủ tiên tử vĩ đại, tạo nên pho tượng dẫn theo các tín đồ mỗi ngày cầu nguyện vân vân. Nàng cùng bất hủ tiên tự báo cáo công việc thành quả thời điểm, đều sẽ đem bên trong đó chuyện nhỏ bỏ qua, chỉ chọn trọng yếu giảng tiết kiệm đại nhân thời gian, để đại nhân có thời gian chơi đùa. Mạnh gia công việc báo cáo viết không được A, à, nơi này hẳn là dùng chữ nhỏ ghi chú bên trên còn lại tổ chức danh tự mới đúng. Lục dương vạch sách nhỏ không đủ, nếu là đổi lại hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện loại này chỗ sơ xuất. Nói cho cùng vẫn là mạnh gia thái độ không được hắn lục dương phục vụ tiên nhân cái này vị tiên nhân vẫn là khai quốc hoàng đế bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp hắn đương nhiên muốn đối tiên nhân tất cung tất kính thường ngày cùng trong công việc sẽ không xuất hiện loại này tì vết xác thực thanh hà gật đầu nàng tại thời kỳ thượng cổ chính là làm như vậy mặc dù sẽ không cho đại nhân báo cáo nhưng sẽ đem công việc kinh lịch viết xuống đến nếu là đại nhân ngày nào hưng khởi nghĩ kiểm tra công việc cũng có cái gì có thể kiểm tra vấn đề duy nhất là đại nhân chưa từng có hưng khởi qua được rồi đã cái này cái gì hồn tổ chức đều được giải quyết liền đều trở về đi lục dương nói ngọc đạo nhân loại tiểu nhân vật này duy nhất tác dụng chính là bàn giao phía sau tổ chức về phần hắn những trữ vật cái gì đều là một chút đồng nát sắc vụn rơi trên mặt đất hắn đều chẳng muốn nhặt cũng không biết mọi người rời đi bao lâu mưa rào xối xả để mộ địa bùn đất trở nên vũng bùn sốt một thiếu niên ra sức gỡ ra bùn đất từ dưới đất chui ra há mồm thở dốc tham lam hô hấp cái này kiếm không dễ không khí mới mẻ. Thiếu niên ánh mắt hung lệ, giang hai cánh tay đứng tại trong mưa điên cuồng cười to, nhị ca, ngươi vì tranh đoạt phụ thân lưu lại di sản, thế mà liên hợp giả tu sĩ đem ta lừa dết chung sống, không nghĩ tới đi, ta duy nhất nắm giữ pháp thuật chính là quy tức thuật, ta còn sống, sau khi cười to, thiếu niên cảm xúc xa sút hắn mặc dù còn sống, có thể nghĩ muốn báo thù lại khó như lên trời, nhị ca có tu sĩ làm chỗ dựa, mặc dù là tán tu nhưng cũng không phải hắn luyện khí tầng một có thể treo chọc. Đây là cái gì? Thiếu niên chú ý tới cách đó không xa có một bộ già nua thi thể, hình dạng cách ăn mặc rất kỳ quái, trên cổ tay còn cột một chuỗi hạt châu. Đây là Pháp bảo, thiếu niên chú ý tới pháp bảo bên trên tuyên khắc chữ nhỏ, đều là pháp thuật, khoảng chừng 108 loại nhiều. Hắn nếm thử hướng trong hạt châu rót vào linh lực, đáng tiếc chính là hắn chỉ có thể kích hoạt sơ cấp khống hỏa thuật cái môn này pháp thuật, vẫn là miễn cưỡng kích hoạt có lẽ ta cảnh giới tăng lên về sau liền có thể kích hoạt càng nhiều hạt châu còn có những trữ vật hạt châu cùng những trữ vật nguyên bản đều là ngọc đạo nhân bản mệnh chi vật bây giờ chủ nhân không tại có thể lấy tùy ý mở ra nhìn thấy những trữ vật đồ vật về sau thân thể thiếu niên không cầm được run rẩy công pháp tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong tuyệt thế công pháp còn có những linh thạch này pháp bảo hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy cùng pháp bảo trúc cơ đại năng toàn bộ tài sản quả thực là cơ duyên từ trên trời giáng xuống cái này vị trúc cơ đại năng đến tột cùng tao ngộ cỡ nào cường địch rơi vào loại kết cục này thiếu niên rất nhanh liền tỉnh táo lại đối phương giết chết ngọc đạo nhân nhưng không có cướp đi những trữ vật cùng hạt châu nói rõ đối phương cũng là trọng thương không để ý tới lấy đi những này đồ tốt thế tôn phù hộ a thiếu niên đối bốn phương tám hướng lại quỳ lại bái cảm động đến rơi nước mắt nơi này là nơi nào vương đại thúc phát hiện mình thế mà tại một mảnh thuần trắng không gian một đạo vĩ ngạn mông lung thân ảnh xuất hiện cao lớn vô cùng vương đại thúc còn không có hắn đầu ngón tay cao thiện tai thiện tai vương hà ngươi không nhặt của rơi nhặt đến mua mệnh tiền cũng không chiếm thành của mình mà là quyên cho bản miếu nhặt về một cái mạng cũng là một cọc thiện duyên vương đại thúc trùng mình một cái hắn nhặt được lại là trong truyền thuyết mua mệnh tiền thế tôn phù hộ thế tôn phù hộ may mắn hắn đem tiền quyên đi ra ngươi ngày sau nhiều làm việc thiện sự tình tất có thiện quả là vương đại thúc tỉnh lại đầu óc có chút choáng váng vừa rồi hết thảy ai cũng đều là mộng nhưng khi hắn mở ra lòng bàn tay phát hiện trong lòng bàn tay viết một cái thiện chữ lập tức rõ ràng đây là phật đà báo mộng cái kia đậu nành miếu cung phụng chính là chân phật vương đại thúc cố gắng cũng không thể ăn cơm vội vàng cửa lạc đà tìm kiếm đậu nành miếu có thể hắn đi vào trong trí nhớ vị trí lại không thu hoạch được gì tìm hồi lâu đều không có tìm được. Đúng lúc này, trong mộng âm thanh lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vương Hàng, ngươi cùng bản miếu duyên phận đã, chớ có lại tìm. Vương Đại Thúc lúc này mới thất hồn lạc phách từ bỏ. Vương Triều đậu nành, tổ miếu. Lục Dương cho Vương Đại Thúc báo mộng, chính là muốn nói cho hắn về sau chú ý một chút, đừng tiền gì đều nhặt. Giải quyết xong Vương Đại Thúc sự tình, hắn ngồi tại liên hoa đài bên trên, khuếch tán tiên thức, cảm ngộ thiên địa đạo vận, gia tăng đối quy tắc lý giải. Tại tiên thức trong phạm vi, hắn nhìn thấy Vân Mộng Mộng cùng Kim Thải Vi dựng lên một mụn nồi lớn chịu nước đường, bổ khuyết tổ miếu lỗ thủng, thuận tiện ăn hết tổ miếu những bộ vị khác, cũng liền là bổ tường đông ăn tây tường. Thanh Hà chính một người lén lút viết thứ gì, nàng phát giác được lục dương tiên thức, mau đem viết đồ vật che được đến chặt chẽ, dùng ánh mắt cảnh cáo lục dương không cho phép nhìn. Long Phượng hai tổ tại tổ miếu chính phía dưới đào rất một mảng lớn không gian, lấy kỳ lân tiên vì địch giả tưởng tiến hành chiến đấu hai người bọn họ trải qua thương nghị quyết định đợi khi tìm được kỳ lân tiên nhất định phải thật tốt thu thập hắn một chầu lục dương sư huynh biết kiếm trận diệt tiên thế mà khởi nguyên từ phu quân thường xuyên quỳ kiếm trận lừa chúng ta lâu như vậy nên đánh bất quá coi như hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng đánh không đau phu quân nên làm thế nào cho phải cương liên y lo lắng hỏi ngao linh tiêu sái cười một tiếng đã sớm có đối sách không sao đến lúc đó liền đem phu quân dẫn tới phật quốc mời lục dương sư huynh xuất thủ chúng ta ba người cùng nhau giáo huấn phu quân cũng tốt vậy thì chờ lục sư huynh triệt để nắm giữ quy tắc chúng ta ba người luyện tập hợp tiếp chiêu thức tinh thần không gian trong bất hủ tiên tử ngồi xếp bằng ở trên hoàng vị cùng con lật đật đồng dạng đung đưa trái phải truyền thụ người từng trải kinh nghiệm nắm giữ quy tắc dựa vào là linh cảm chính là răng rắc kia lập tức ngươi hiểu loại cảm giác này a à, nghe không hiểu sao vậy ta lập lại một lần nữa lục dương giơ thẳng lên trời tuyệt vọng nhìn xem bị gặm tốt mấy ngụm miếu đỉnh ai nói phật quốc là nơi tốt cái này có thể tỉnh hạ tâm tu luyện mới gặp quỷ a tiên tử ta có thể cho mình sử dụng quy tắc sao có thể là có thể bất quá không thể sử dụng quá phận quy tắc tỉ như để ngươi tăng cường gấp 10 a hoặc là vững chắc cảnh giới cái gì có thể là được ta không cho phép quá khoa trương quy tắc ở đây lập xuống quy tắc đem ảnh hưởng ta tu luyện đồ vật trừ khử đi lục dương không muốn tại sử dụng tiên thức thời điểm lại nhìn thấy vân mộng mộng bọn người sẽ phân tán lực chú ý lục dương cho mình hàng bên trên quy tắc phát sinh là vì người biết biến hóa làm sao còn có thể trông thấy vân mộng mộng các nàng lục dương buồn bực cái này quy tắc không có dưới đúng a à, bỗng nhiên hắn bắt đầu sinh ra không hiểu xúc động đối bất hủ tiên tử nghiêm túc nói ra tiên tử về sau ta chính là của ngươi người a à, thật lục dương lúc này liền cho mình hai tay ánh sáng để cho mình thanh tĩnh điểm cái gì phá quy tắc, làm sao đem lòng tự trọng trừ đi? Thật. Bất Hủ Tiên tử nghe được Lục Dương nói lời này, cao hứng trực tiếp từ hoàng vị bên trên nhảy xuống tới, kéo lấy Lục Dương muốn cùng một chỗ ngồi ở trên hoàng vị. Tiểu Dương tử ngươi yên tâm, chỉ cần đi theo bản tiên hỗn, ngươi muốn cái gì bản tiên cho ngươi cái gì, Tiểu Linh Tiểu Hà cái gì cũng đều sẽ nghe ngươi, ngươi có muốn hay không hiện tại liền kế vị. Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu còn có đủ hay không dùng, tiên khu có một cái nhưng ngươi chân thân còn không có đi bản tiên cho ngươi thêm một cái, lục dương vội vàng dùng quy tắc khôi phục lòng tự trọng. Không được không được không được, làm tu sĩ phải có đỉnh thiên lập địa cốt khí, sao có thể khuất phục tại lợi ích, cái này có hại đạo tâm, hắn đương nhiên biết chỉ cần đi theo bất hủ tiên tử hỗn, trở thành bán tiên dễ như trở bàn tay, thậm chí sẽ trở thành siêu việt ngao linh mạnh nhất bán tiên. Nhưng hắn mục tiêu là thành tiên, sao có thể dừng bước tại bán tiên? Vứt bỏ lòng tự trọng chiêu này chỉ đối tiên tử có tác dụng, đối đại sư tỷ vô dụng, đại sư tỷ vẫn là sẽ để cho mình làm từng bước tu hành lục dương sao có thể cố chấp qua được bất hủ tiên tử mắt thấy hắn liền bị cứng rắn kéo đến hoàng vị bên trên dưới tình thế cấp bách vội vàng trở tay ôm lấy bất hủ tiên tử cánh tay thổ lộ tiếng lòng thánh thượng thần sợ hãi a thánh thượng thần vừa rồi chỉ là hồi tưởng lại tu luyện đến nay thánh thượng ân điển lúc này mới có này cảm khái a thần bắt nguồn từ bé nhỏ là thánh thượng không chê thần sự nhỏ yếu hạ mình ở tại tinh thần không gian vi thần hạ xuống khảo nghiệm cho thần cơ duyên thần vốn là không thể báo đáp bây giờ thánh thượng lại muốn thần kế thừa đại thống thần như thế nào đảm đương nổi chức trách lớn nha thánh thượng lại ban thưởng thần cơ duyên thần ngày sau lại nên làm như thế nào báo đáp thánh thượng lúc này bất hủ tiên tử nghe hiểu vẫn là tiểu dương tử quá tự ti tiểu dương tử ngươi tự tin điểm ngươi thế nhưng là bản tiên xem trọng dưới hông xương cánh tay thần lục dương tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở a à, xương cánh tay thần bản tiên đánh xuống cái này lớn như vậy giang sơn sớm tối đều là ngươi bản tiên đưa cho ngươi đồ vật ngươi cầm chính là tuyệt đối không thể a à thánh thượng ba vị đại tướng quân chinh chiến tứ phương sử quan lễ bộ thượng thư bọn người lao khổ công cao các nàng còn không sở cầu thần tất công không xây há có thể lại được thánh ân và mong thánh thượng cho thần thời gian để thần kiến công lập nghiệp đều là thánh thượng lại ban thưởng thần cũng không muộn a à, vậy được rồi Bất hủ tiên tử còn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể đem bất hủ đạo quả hình thức ban đầu đưa cho tiểu dương tử, kết quả vẫn là bị cự tuyệt. Bất quá nghĩ lại, tiểu dương tử đều là người của mình, đưa bất hủ đạo quả hình thức ban đầu còn không phải chuyện sớm hay muộn, nghĩ tới đây, bất hủ tiên tử lại cười đi ra. Đại đương gia nhị đương gia, nhìn ta cùng thải vi tiền bối vẽ ra đến. Xuyệt, thiếu giáo chủ đang tu luyện, không được ầm ý tỉnh hắn. Kim thải vi vội vàng ra hiệu Vân Mộng Mộng yên tĩnh. A à, nha. Vân Mộng Mộng chậm dần bước chân, rón rén đi vào Lục Dương cùng phía trước. Lục Dương mở mắt, bất đắc dĩ nhìn xem hai người, ta sớm liền tỉnh. Hoặc là nói chưa từng có ngủ qua, hắn hiện tại tu hành phương thức là phóng thích tiên thức, cũng không phải bế tử quan. Nhìn, chúng ta vẽ. Vân Mộng Mộng nắm lấy một thanh mô hình đồ chơi từ đường, nguyên vật liệu là bổ tường dùng nước đường hóa thành ngao linh khương liên y đám người hình dạng đại đương gia nhị đương gia cho đây là các ngươi chính là không cẩn thận dính chung một chỗ vân mộng mộng lấy ra hai bức mô hình đồ chơi từ đường kể là lục dương cùng bất hủ tiên tử hai người song song kề cận mộng tỷ phí tâm lục dương tiếp nhận mô hình đồ chơi từ đường thêm một mùm, bất hủ tiên tử kỳ lạ bỏ lục dương cũng thêm một mùa mạng rất ngon a à, phải không đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu nước đường tỷ lệ đạt được hai vị linh trù tán thành Vân Mộng Mộng có lòng tin, đem còn lại mô hình đồ chơi từ đường phân cho những người khác. Lục Dương một bên liếm láp mô hình đồ chơi từ đường, một bên suy tư muốn lập xuống cái dạng gì quy tắc mới tốt. Có vừa rồi giáo hứng, có thể không thể tùy tiện lập quy tắc, sơ ý một chút sẽ ra đại sự. Ở đây lập xuống, quy tắc, lấy ta làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm xây dựng một tòa các mạc thành ao, quy tắc lập xuống, chỉ nghe thấy ngoài miếu rung động ầm ầm, các đá rung rung, đột một từ mặt đất mọc lên, hình thành sa mạc tường vây, tường vây bên trong từng tòa ốc xá xuất hiện, đều do hạt cát ngưng tụ, chỉ bất quá ngưng tụ đều cùng chân chính ốc xá hình tượng có rất lớn trên lệch, ngã trái ngã phải cao thấp không đủ. Tiếp lấy các mạc thành ao ầm vang sụp đổ. Làm sao hỏng mất? Ngươi lực chú ý quá phân tán, muốn đem tất cả địa phương đều xây xong, nhưng ngươi lại là lần thứ nhất xây, làm không được chu đáo, liền thành dạng này đi. Bất hủ tiên tử cười hì hì nói, bất quá phương pháp là đúng, luyện tiếp A được. Lục Dương lần này không còn lòng tham, tiến hành theo chất lượng. Ở đây lập xuống, quy tắc, lấy ta làm trung tâm, phương viên 10 dặm xây dựng một tòa các mạc thành ao tường thành. Chỉ cần tường thành không muốn phòng ốc, Lục Dương áp lực giảm bớt, rất nhanh liền có trăm mét cao tường thành xuất hiện, quay chung quanh tổ miếu. Tường thành cách đó không xa, cộng đội nhìn thấy đột nhiên xuất hiện các mạc thành ao, dọa đến kém chút từ lạc đà bên trên ngã xuống, bọn hắn cái nào gặp qua như thế lớn chiến trận phía trước là vị kia cao tăng miếu thờ vẫn là thế tôn hiển linh có thể ngay sau đó thành trì sụp đổ quy về bình thường để còn đội môn coi là xuất hiện mười phần hiếm thấy hải thị thận lâu có thể bọn hắn đáy lòng lại cảm thấy có cái gì không đúng kình thế tôn chớ trách thế tôn phù hộ thế tôn chớ trách thế tôn phù hộ đừng quản là hải thị thận lâu vẫn là thứ gì khác tranh thủ thời gian chạy a à, ngồi tại tổ miếu trung ương thế tôn người thừa kế lục dương lắc đầu bật cười duỗi lưng một cái đã đều hô phù hộ vậy sẽ phải quản điểm dùng hắn đưa ngón trỏ ra đối còng đội phía sau vị trí một chỉ mấy đầu rắn độc trong khoảnh khắc chết quang chết uổng cái này mấy đầu rắn độc một mực đi theo cộng đội chờ đợi thích hợp tiến công cơ hội bị lục dương phát hiện một đầu ngón tay đâm chết lại qua mấy ngày có ít chi cộng đội chú ý tới các mặt thành ao xuất hiện lại biến mất ngay sau đó trong thành kim đan kỳ tu sĩ tổ đội xuất hiện điều tra tình huống nhưng không thu hoạch được gì đây là lục dương lợi dụng quy tắc chi lực thủ đoạn. Quái tai, đến tục cùng là phương nào cao nhân ở đây thiết lập ván cục, mấy tên kim đan kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ nghị luận, đều phải không ra kết luận, đây nhất định không phải cái gì hải thị thận lâu, mà là đại năng làm pháp. Nhưng đại năng thủ đoạn vượt qua bọn hắn nhận biết, thực sự phân rõ không ra. Thôi thôi, có lẽ là vị cao nhân này không nguyện ý gặp chúng ta phàm phu tục tử. Bọn hắn càng thảo luận càng cảm thấy đối phương tu vi thâm bất khả trắc, nói không chừng so chùa Tây Thiên các trưởng lão còn cường đại hơn, bực này cường giả siêu phàm phát tục, đã không thể dùng thế tục tư duy đi suy nghĩ hắn. Tu sĩ Kim Đan cũng không tìm tới các mạc thành ao, lại không có xuất hiện tình huống thương vong, tổ miếu cũng liền dần dần biến thành phụ cận thành trì truyền thuyết, bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thiếu giáo chủ ngươi nhìn, ta đi phụ cận thành trì mua sắm thời điểm phát hiện một cái chơi vui đồ vật. Kim Thải Vi bưng lấy một viên lưu ảnh cầu. Cái này không phải liền là lưu ảnh cầu. Lục Dương buồn bực. Kim Thải Vi thần bí hề hề nói ra, nghe nói chỉ cần phát ra cái này mai lưu ảnh cầu, lưu ảnh cầu trong sẽ xuất hiện nữ quỷ, phàm là nhìn thấy nữ quỷ người, đều sẽ gặp bất hạnh. Có loại sự tình này. Lục Dương tiếp nhận lưu ảnh cầu, như thế có chút ý tứ. Đi chợ đen thời điểm nghe nói có loại này lưu ảnh cầu, liền mua một cái. Cùng kỳ tộc làm lưu ảnh cầu long đầu sản nghiệp, Kim Thải Vi đối hết thảy lưu ảnh cầu biến hóa đều cảm thấy rất hứng thú. Phàm là nhìn thấy lưu ảnh cầu nữ quỷ, đều sẽ gặp bất hạnh sao? Thanh Hà khép lại sách đi tới. Nghe giống như là có thể rơi xuống một đoạn thời gian vận khí nguyền rũ thuật. Thanh Hà nói, nàng đối nguyền rũ thuật hiểu rõ vô cùng. Nguyền rũ thuật thi triển qua trình rất phức tạp, tiêu chuẩn thấp nhất là nhìn thấy cái nào đó vật phẩm toàn cảnh, làm không được dùng lưu ảnh cầu thi triển nguyền rũ thuật mới đúng, hẳn là thải vi muội muội đại lượng chế tạo có hình chiếu hiệu quả lưu ảnh cầu để lưu ảnh cầu hình tượng trở nên lập thể bắt đầu lúc này mới phù hợp tiêu chuẩn thấp nhất thanh hà nghiêm túc phân tích nói trước đây lưu ảnh cầu là mặt phẳng hình tượng bây giờ lưu ảnh cầu là lập thể hình tượng ngao linh mấy người cũng là lần đầu tiên nghe nói lưu ảnh cầu còn có loại năng lực này đều tập hợp một chỗ vây xem cầm trong tay vân mộng mộng chế tác mô hình đồ chơi từ đường thỉnh thoảng liếm hai cái Lục Dương đem lưu ảnh cầu phóng tới ngay phía trước, hướng lưu ảnh cầu bên trong đưa vào linh khí. Chúng nữ cùng khổng tước khai bình đồng dạng triển khai, mắt không chấp quan sát lưu ảnh cầu. Lưu ảnh cầu bắn ra ra lập thể hình ảnh. Nương theo lấy kinh khủng hào khí đà nhị tiếng vang lên. Một mụn giếng cạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó bẩn thiểu nữ quỷ từ giếng cạn bò lên, toàn thân ướt sũng, tóc trên quần áo đều tại dọc nước. Theo đà nhị âm thanh càng ngày càng kinh dị, nữ quỷ bò ra tới bộ phận liền càng ngày càng nhiều cuối cùng kêu một tiếng, giống như là đà nhị đường bị kéo đứt, nữ quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra trắng bệch khuôn mặt, tiếp lấy cùng phong gào thét, ngọn nến chập chờn, chật sáng chật tối. Mọi người mắt không chớp nhìn xem nữ quỷ. Nữ quỷ có chút mộng, phản ứng này không đúng, theo lý thuyết lúc này thấy được nàng người cũng đã bị dọa đến chạy trốn tứ phía, hoặc là nếm thử quan bế lưu ảnh cầu lại quang không bên trên, dứt khoát ngã nát lưu ảnh cầu a a o a o, nữ quỷ dương nanh múa vuốt, ý đồ đe dọa mọi người không có vân mộng mộng còn chờ mong đến tiếp sau lại phát hiện nữ quỷ cũng không có tiếng một bước cử động liền sẽ dương nanh múa vuốt không có chút nào dọa người liền cái này a à, còn không có tiểu chi cười lên dọa người nguyên bản không cảm thấy nữ quỷ đáng sợ lục dương cùng bất hủ tiên tử nghe được vân mộng mộng nói một mình không tự chủ được sợ run cả người đại sư tỷ cười lên chỉ có một loại tình huống đó chính là bị chọc giận quá mà cười lên xác thực đủ dọa người Thanh Hà tiền bối ngươi xác định đây là nguyền rũ thuật. Lục Dương Nghi hoặc nhìn Thanh Hà, cái này nhìn xem không quá giống A, coi như hắn hiện tại là tiên khu, có thể miễn dịch nguyền rũa, nhưng cũng hẳn là có cái miễn dịch quá trình A, làm sao toàn bộ hành trình đều là cái này nữ quỷ tại Dương Nanh múa vuốt. Thanh Hà có chút xấu hổ, đây quả thật là không giống như là nguyền rũa thuật, khả năng là nữ quỷ này sẽ thi triển nguyền rũa thuật, nhưng gặp gỡ chúng ta không sợ liền không có thi triển, nữ quỷ Dương Nanh múa vuốt một hồi, gặp không có người để ý nàng, chuẩn bị lặng lẽ lui về lưu ảnh cầu bị lục dương trực tiếp túm đi rạch động bàn dao ngươi là chuyện gì xảy ra nữ quỷ êm đẹp trốn ở lưu ảnh cầu trong nghĩ như thế nào đều không thích hợp nữ quỷ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng tha tha ta một mạng đi ta chuyện gì xấu đều chưa từng làm a à? là chủ nhân ra lệnh cho ta giấu ở lưu ảnh cầu trong chủ nhân của ngươi ai là thạch đại nhân ta ta cũng không biết chủ nhân chân thực thân phận chủ nhân chỉ làm cho ta kêu hắn thạch đại nhân hắn ở đâu kim an thành mang bọn ta đi nguyên bản nữ quỷ còn có chút do dự nhưng khi nàng nhìn thấy lục dương nheo mắt lại nào dám nói một chữ không run rẩy trở lại lưu ảnh cầu dùng lưu ảnh cầu bên trên xuất hiện mũi tên dẫn đường các ngươi cũng muốn đi kim an thành sao lục dương hỏi hỏi xong cũng cảm giác mình hỏi không những này người không có một cái đàng hoàng đều một bộ xem náo nhiệt biểu tình các ngươi thông qua ngụy trang nhưng không đi được kim an thành lục dương hảo tâm nhắc nhở hắn ngụy trang về sau dáng dấp thường thường không có gì lạ xen lẫn trong trong đám người cũng không tìm tới chúng nữ có thể khác biệt các nàng từng chuyện mà nói là có thể ngụy trang nhưng ngụy trang về sau vẫn là quốc sắc thiên hương những này người đều trên đường xem chừng là cá nhân nhìn đều muốn quay đầu nhìn hai mắt nói không chừng còn có thể dẫn xuất cái gì ăn chơi thiếu gia cùng loại một giải chuyện cái này đơn giản để thải vi muội muội đem chúng ta biến thành mặt phẳng liền tốt ngao linh nói sớm liền muốn tốt biện pháp. Dứt lời, Ngao Linh hóa thành chân long hình thái, Kim Thải Vi thôi động mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, đem chân long Ngao Linh biến thành mặt phẳng, khắc ở lục dương trên quần áo. Hương Liên Y cũng là đồng lý. Thanh Hà cũng lắc mình biến hóa, biến thành một đóa hoa sen, khắc ở lục dương trên quần áo. Thời gian nháy mắt, lục dương bạch bào ấn đầy hoa văn, rồng, phượng, cùng kỳ, hoa sen, vân mộng mộng. Chờ một chút, thanh hà tiền bối như thế nào là hoa sen lục dương kinh ngạc hỏi ừm ta chưa nói qua sao tiểu hà bản thể chính là hoa sen a bất hủ tiên tử mỗi ngày cùng lục dương giảng thuật thượng cổ sự tình đều nhớ không rõ có hay không nói qua chuyện này được thôi lục dương thay đổi diện mạo mặc hoa văn bạch bào cầm lưu ảnh cầu tiến vào kim an thành kim an thành là một tòa thành nhỏ tại phật quốc rất không đáng chú ý kim đan kỳ tu sĩ đều không có năm cái bằng không ngọc đạo nhân cũng không dám ở Kim An thành bố trí mua mệnh tiền. Bất quá khói lửa vẫn là rất đủ, lục dương tại trên đường cái đi tới, thường có thể nghe thấy mọi người đang nghị luận lập lề sa mạc thành trì. Chúng nữ biến thành mặt phẳng về sau cũng không an phận, tại trên quần áo loạn động, bất quá lục dương không đáng chú ý, ngay tiếp theo quần áo cũng không đáng chú ý, không có người chú ý tới quần áo đồ án biến hóa. Nghe nói sa mạc thành trì trung tâm có một tòa thần miếu, miếu bên trong có Phật Đà A chỉ cần có thể tiến vào sa mạc thành trì tìm tới thần miếu liền có thể ưng thuận một cái nguyện vọng cái gì còn có loại sự tình này bất quá cũng chỉ có thể nghe một chút tìm kiếm sa mạc thành trì người nhiều như vậy ngươi nhìn ai tìm được nữ quỷ nghe được tiếng nghị luận mồ hôi lạnh ứa ra dọa đến kém chút hồn phách tiêu tán và thần miếu này làm sao càng nghe càng như chính mình tới địa phương lưu ảnh cầu bên trên mũi tên không ngừng cải biến phương hướng lục dương rẽ trái rẽ phải đi đến âm u ngõ hẻm nhỏ ở bên trong chính là chỗ này. Lưu ảnh cầu bên trong truyền đến nữ quỷ âm thanh. Lục Dương đẩy cửa vào, là một gian tiểu trạch viện. Người nào dám xông bản tọa địa bàn, dám người cường tráng tu sĩ phát giác được Lục Dương xuất hiện, trong nháy mắt từ thư phòng di động đến viện lạc, nghi mị quát hỏi Lục Dương. Thạch đại nhân. Nữ quỷ tại lưu ảnh cầu kêu gọi. Diệu nhi. Thạch đại nhân thần sắc khẽ biến, đối phương thế mà bắt cóc Diệu nhi, làm hắn sợ ném chuột vỡ bình. Các hạ là đầu nào trên đường, dám bắt cốc diệu nhi, là muốn đối địch với cùng kỳ tộc sao? Thạch đại nhân đầu hóa thành đầu hổ, tản ra kim đan kỳ ba động. Lục dương nghe vậy sững sờ, thần sắc trở nên cổ quái. Hắn bạch bào bên trên sông dực bạch hổ lưu động, từ trên quần áo nhảy ra, hóa thành hình người, mắt lạnh nhìn thạch đại nhân. Nhỏ, tiểu tổ tông. Thạch đại nhân trong lòng nhất lên thao thiên cự lãng, cái này sao có thể, tiểu tổ làm sao lại xuất hiện ở đây, kim thạch bái kiến tiểu tổ. Thạch đại nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Nữ quỷ này nói, là ngươi để nàng trốn ở lưu ảnh cầu trong, ngươi ngụ ý như thế nào. Kim Thải Vi không nghĩ tới giày vò nửa ngày, lại là tộc nhân của mình tại gây sự tình. Thạch đại nhân ấp úng, không dám đáp lại. Nói, là, là ta nghĩ đề cao chúng ta lưu ảnh cầu lượng tiêu thụ, liền an bài Diệu Nhi, Khả Nhi, An Nhi bọn người trốn ở bên trong hù dọa người, tranh thủ đem bọn hắn hù dọa ngã nát lưu ảnh cầu, liền, liền sẽ mua mới. Lục Dương bạch bào bên trên, các loại đồ án du tẩu đến Lục Dương trước ngực, yên lặng nhìn chầm chầm Kim Thải Vi. Kim Thải Vi coi như không quay đầu lại nhìn, cũng cảm giác phía sau có thật nhiều ánh mắt nhìn mình chầm chầm, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mất mặt quá mức rồi, được đến biết thạch đại nhân là cùng kỳ tộc, Lục Dương chợt nhớ tới ban đầu đụng phải hổ yêu khi đầu nửa bước kim đăng kỳ hổ yêu tự hồ có mỏng manh cùng kỳ tộc huyết mạch am hiểu khống chế trành quỷ nối giáo cho giặc, thành ngữ chính là như thế đến muốn chết nói như vậy bắt đầu trành quỷ thuật tự hồ là cùng kỳ tộc giữa nhà bản sự a mặc dù nàng không có gặp kim thải vi dùng qua chính là kim thải vi ngược lại là nhìn ra diệu nhi là trành quỷ có thể trên thế giới lại không chỉ nàng cùng kỳ tộc một nhà học được trành quỷ thuật liền không có hướng nhà mình phương diện này hướng xa không nói cái kia gọi mang cốt tiểu tử đều học được trành quỷ thuật Ngươi 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 không nên nói lung tung a, à. chúng ta cần phải thông qua loại phương thức này đề cao lượng tiêu thụ sao? Kim Thải vi khí thẳng giận chân, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, hận không thể bóp chết cái này họ Thạch, Phi, họ Kim. Tiểu tổ ngài có chỗ không biết a, à. chúng ta lưu ảnh cầu chất lượng quá tốt, không những chứa đựng lớn, giá cả tiện nghi, còn rắn chắc dùng bền, dùng cái 10 năm 20 năm đều hủy không được a, à. chúng ta lưu ảnh cầu tại Kim An thành lượng tiêu thụ đã bắt đầu giảm xuống kỳ thật chúng ta còn muốn đập một bộ nhìn liền rất dọa người ảo ảnh trong mơ tới dịu nhi các nàng tại lưu ảnh cầu bên trong động tác đều là ta nghĩ đập mảnh vỡ vừa vặn có thể thử một chút khán giả phản ứng thạch đại nhân than thở khóc lóc hắn làm kim an thành người phụ trách áp lực phi thường lớn tại nếm thử các loại biện pháp cái nào ngươi cũng không thể dùng loại phương thức này a à. kim thải vi nghiến răng nghiến lợi đều nghĩ giả bộ như chuyện này chưa từng xảy ra ngươi cái này đều thành quỷ dị truyền thuyết cái gì quỷ dị truyền thuyết thạch đại nhân ngây ngẩn cả người. Chợ đen bên kia đều đang đồn, lưu ảnh cầu trong sẽ xuất hiện nữ quỷ, phàm là nhìn thấy nữ quỷ người, đều sẽ gặp bất hạnh, Kim Thải Vi chính là căn cứ cái này truyền thuyết, sau đó mua lưu ảnh cầu. Nguyên lai ngài nói cái kia truyền thuyết, cái kia truyền thuyết không phải ta làm. Thạch đại nhân vội vàng phủi sạch quan hệ. Không phải ngươi còn có thể là ai, thật không phải ta à tiểu tổ, chuyện này ta cũng đang tra. Thật không phải ngươi, ta phát thề độc, thật không phải ta. Thạch đại nhân lời thề son sắc nói, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ở tiểu tổ tông trước mặt nói láo. Được rồi, đứng lên đi, tin rằng ngươi cũng không dám nói dối. Kim Thải Vi tức giận nói, trực tiếp hướng phòng đi, lục dương theo ở phía sau. Thạch đại nhân tranh thủ thời gian xuất ra trà ngon chiêu đãi tiểu tổ tông cùng lục dương. Phòng sau tấm bình phong, mấy cái nữ quỷ thăm dò, thận trọng nhìn xem thạch đại nhân chiêu đãi khách nhân, các nàng không biết đã xảy ra gì đó, chỉ thấy không gì làm không được thạch đại nhân vừa rồi quỳ gối kim thải vi trước mặt. Người bồi dưỡng trành quỷ làm sao đều là nữ tử. Kim thải vi nhíu mày. Về tiểu tổ tông lời nói, nữ quỷ so nam quỷ càng có thể dọa người. Kim Thải Vi không muốn lại tại cái đề tài này trải qua nhiều thảo luận. Ngươi mới vừa nói chợ đen truyền thuyết của ngươi không phải một chuyện, đây là có chuyện gì, ta mua sai lưu ảnh cầu, thạch đại nhân nào dám nói tiểu tổ tông mua sai, lửa cháy đổ thêm dầu đây mới là chán sống hắn cũng không trực tiếp trả lời mà là từ trong những chứa đồ lấy ra một viên lưu ảnh cầu cái này mai chính là đưa tới vận rủi lưu ảnh cầu ta xem qua một lần cái này mai lưu ảnh cầu nội dung xui xẻo tốt mấy ngày nói đến đây thạch đại nhân có chút sợ hãi hắn đường đường kim đan kỳ tu sĩ đều trúng chiêu ta đây là nhẹ những cái kia tu vi không như ta nhìn qua về sau càng là vận rủi liên tục ta còn nghe nói loại này lưu ảnh cầu không chỉ phát sinh ở kim an thành những thành trì khác cũng xuất hiện mặc dù kim an chùa cùng các nơi chùa miếu tại đại quy mô đoạt lại nhưng vẫn là thu không sạch sẽ chỗ chết người nhất chính là có người không tin tà nhất định phải nhìn lại có loại sự tình này lục dương nhíu mày đây cũng không phải là chuyện nhỏ lục dương cầm qua lưu ảnh cầu đưa vào linh khí phát ra lưu ảnh cầu mới đầu lưu ảnh cầu hình chiếu là trống rỗng ngay sau đó đột nhiên từ phía dưới chui ra ngoài một mực diện một dữ tợn nữ quỷ, kinh khủng dị thường. Lục Dương có thể cảm nhận được một cổ lực lượng ý đồ cuốn chặt lấy hắn, công đức chi lực ngưng tụ tiên khu tự động bắn ngược, tịnh hóa cổ lực lượng này, cổ lực lượng kia cũng cuốn quanh tại trên người thạch đại nhân, Lục Dương cũng thuận tiện tịnh hóa. Đúng, đây chính là nguyền rũa thuật. Lục Dương bạch bào bên trên thanh liên hiển hiện, hóa thành thanh hà. Thạch đại nhân mặc dù không nhận biết thanh hà, nhưng cũng không dám hỏi nhiều quả nhiên cùng ta ngay từ đầu suy đoán hình chiếu có thể truyền bá càng nhiều nội dung nhờ vào đó thi triển nguyền rủa thuật hiệu quả là giảm xuống vận khí thanh hà nói trong mọi người chỉ có nàng nhất hiểu nguyền rủa thuật nếu là không hiểu rõ nguyền rủa thuật kim đan kỳ đều sẽ trúng chiêu mà lại nữ quỷ này chỉ là một cái dấu hiệu cũng không phải là chân thực tồn tại lục dương gật đầu có thể để kim đan kỳ trúng chiêu cái này nguyền rủa thuật trình độ đã rất cao. Đừng nhìn tại vấn đạo tông kim đan kỳ khắp nơi có thể thấy được, lục dương càng là có thể tại trúc cơ kỳ xuất đạo chiến chính là cùng nửa bước kim đan kỳ hổ yêu chiến đấu, trên thực tế chính thành chính trở lên tu sĩ đều tu luyện không đến kim đan kỳ, một tòa thành trì nhỏ đều chưa chắc có thể kiếm ra đến năm cái kim đan kỳ. Xem ra cần thật tốt ra một chút nguyền rủa thuật đầu nguồn. Lục Dương nói, thông qua lưu ảnh cầu truyền bá nguyền rủa thuật, sợ là có đếm không hết người sẽ trúng chiêu. Tra không được a, à, Thạch đại nhân hướng Lục Dương kêu ca kể khổ, ta đã sớm đem chuyện này hồi báo cho phía trên, nhưng phía trên cũng không có đầu mối, phía trên nghĩ dọc theo bị nguyền rủa lưu ảnh cầu ngược lại kiểm tra nơi phát ra, nhưng những này lưu ảnh cầu trải qua không biết bao nhiêu tay, nhất là tại chợ đen trong lặp đi lặp lại đầu cơ trục lợi, đầu nguồn sớm liền tra không được. Tra không được sao? Dùng quy tắc chi lực tra tìm đầu nguồn. Lục Dương tự nói, lập tức lắc đầu bác bỏ biện pháp này bị nguyền rủa lưu ảnh cầu cùng mua mệnh tiền còn không giống. Quy tắc chi lực là có phạm vi, Ngọc Đạo Nhân ngay tại Kim An Thành, Kim An Thành khoảng cách tổ miếu rất gần, tại phạm vi bên trong, lần này rõ ràng là toàn bộ Phật quốc đều chịu ảnh hưởng, dùng quy tắc chi lực là không thể thực hiện được. Thiếu giáo chủ ngươi có biện pháp không? Kim Thải Vi lo lắng hỏi, thông qua cùng kỳ tộc lưu ảnh cầu thi triển nguyền rủa thuật, coi như nàng cũng có một phần trách nhiệm, có thể cùng kỳ tộc sớm liền tay điều tra cũng không có tra ra kết quả, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp thậm chí có thể lấy nói không có đầu mối không biết nên từ nơi nào bắt đầu có biện pháp lục dương gật đầu nghe thạch đại nhân ý tứ bây giờ chợ đen trong lưu động bị nguyền rủa lưu ảnh tỷ số lượng không ít đúng lục dương cười nói như vậy cũng tốt làm đối phương đã chế tạo hải lượng lưu ảnh cầu liền mang ý nghĩa đối phương mua đại lượng lưu ảnh cầu mà muốn mua lưu ảnh cầu chỉ có thể từ các ngươi cùng kỳ tộc nơi này, thông qua thạch đại nhân loại hình thành trì bán điểm mua sắm. Cho nên chỉ cần điều tra bị nguyền rủa lưu ảnh cầu xuất hiện thời gian trước sau, có ai từ cùng kỳ tộc mua đại lượng lưu ảnh cầu, liền có thể khóa chặt mục tiêu. Ai, biện pháp này tốt, làm sao ta liền không nghĩ tới. Kim Thải Vi nghe xong liền biết biện pháp này có thể thực hiện, xuất ra một tấm lệnh bài, liên hệ Kim Tộc Trưởng, để Kim Tộc Trưởng đi tìm cùng kỳ tộc tại Phật Quốc Người Tổng Phụ Trách thạch đại nhân dọa đến nuốt nước miếng, thân thể run rẩy. vừa rồi tiểu tổ xưng hô cái này vị gọi cái gì, thiếu giáo chủ, cái này vị chính là trong truyền thuyết thiên đình giáo thiếu giáo chủ sao, được rồi, nơi này không còn việc của ngươi, đi xuống đi. Kim Thải Vi khoát khoát tay, để thạch đại nhân rời đi. Là, là, thạch đại nhân tại Kim An Thành là đứng hàng năm vị trí đầu cường đại tu sĩ, hô phong hoáng vũ, có thể mặc kệ là tiểu tổ vẫn là lục thiếu giáo chủ, đều là viễn siêu thạch đại nhân nhãn giới tồn tại, cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, thạch đại nhân áp lực rất lớn, rời đi ngược lại là chuyện tốt. Trạng thái tâm lý vẫn chưa được A Trách không được tu luyện tới kim đan sơ kỳ liền dừng bước, lục dương lắc đầu, nghĩ hắn trúc cơ kỳ thời điểm liền mỗi ngày cùng bất hủ tiên tử ở cùng một chỗ, cũng không thấy có cái gì áp lực. Kim tộc trưởng hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền đem bị nguyền rủa lưu ảnh cầu xuất hiện thời gian trước sau mua sắm ghi chép điều chuyển lấy ra. Hết thảy có 7 người tại đoạn thời gian kia có đại lượng mua sắm ghi chép sao? Lục Dương cầm tới tư liệu về sau như có điều suy nghĩ, tự hồ không có biện pháp khác, chỉ có thể lần lượt điều tra. Ta xem một chút gần nhất ở đâu, hẳn là cái này, chùa Hoàng Pháp, chùa Hoàng Pháp Tiểu Hòa Thượng mua 500 mai lưu ảnh của sái này Tiểu Hòa Thượng mua nhiều như vậy lưu ảnh cầu làm cái gì? Đi qua nhìn một chút liền biết, đi. Ngươi để thành thật một chút, đừng mỗi ngày dùng nữ quỷ hù dọa người. Kim Thải Vi tại biến thành lục dương bạch bào bên trên đồ án trước đó, cảnh cáo thạch đại nhân, dọa đến Thạch Đại Nhân liên tục xưng là. Bất quá đập rất dọa người ảo ảnh trong mơ là cái không tệ mạch suy nghĩ, có thể lấy tiếp tục nghiên cứu. Lục Dương nhắc nhở, nếu là thật làm cho Thạch Đại Nhân nghiên cứu ra chút vật gì, bằng vào dãy đến linh thạch đều đủ đem hắn đưa đến Nguyên Anh kỳ. Chùa Hoàng Pháp, mật thất. Trí giải sư đệ, lần này trụ trì tranh cử ngươi tốt nhất vẫn là chủ động rời khỏi vi diệu, chủ động rời khỏi đem vị trí tặng cho sư huynh cũng có thể hiển lộ rõ ràng ngươi cao tăng hình tượng a trí giải sư đệ đầu tiên là sững sờ sau đó giống như là nghe được chuyện cười lớn bình thường phình bụng cười to để ta chủ động rời khỏi cùng trí khai sư huynh quen biết lâu như vậy ta thế mà không biết trí khai sư huynh còn thích nói đùa mặc dù ngươi ta cảnh giới tương tự cùng là hợp thể sơ kỳ có thể ngươi lần nào biện thiền có thể biện qua ta cái này chùa hoàng pháp lại có bao nhiêu tăng nhân là ủng hộ ngươi nói thật cho ngươi biết cái này trụ trì chi vị nhất định sẽ là ta, đùa giỡn hay sao? Xem ra sư đệ trí nhớ không tốt lắm, cần ta nhắc nhở ngươi một chút, một tháng trước ngươi phá sách giới, dục thân bố thí nhà lành thiếu nữ. Trí giải sư đệ không thể tin nhìn xem sư huynh, thất thanh nói, đây không có khả năng, làm sao ngươi biết? Ta không những biết, còn cần lưu ảnh cầu ghi xuống, ngươi muốn nhìn sao? Không đợi trí giải sư đệ trả lời, trí không sư huynh từ trong tay áo lấy ra lưu ảnh cầu, phát ra chính là một tháng trước trí giải phá sách giới tràn diện dị thường hương diễm bằng chứng như núi có cái này mai lưu ảnh cầu trí giải sư đệ liền tranh cử trụ trì tư cách đều không có răng rắc dưới cơn thịnh nộ trí giải sư đệ một bàn tay phiến nát lưu ảnh cầu sư đệ sẽ không cho là ta chỉ có cái này một viên lưu ảnh cầu a à. trí khai sư huynh cười nhẹ chế giảo từ trong những chứa đồ để lộ ra trăm viên lưu ảnh cầu đều đặt vào ngay lúc đó tràn diện răng rắc sư đệ nếu là cảm thấy đánh nát một viên chưa đủ nghiền những này lưu ảnh cầu ngươi cũng có thể lấy đánh nát, sư đệ không ngại đoán một cái, trong tay ta còn có bao nhiêu mai lưu ảnh cầu. Trí khai sư huynh không chút hoang mang nói. Trí giải sư đệ giống như là bị chọc giận đấu bò, con mắt đỏ dọa người, cất cao nhìn trầm trầm trí khai sư huynh. Tốt, ta từ bỏ, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể đem những này lưu ảnh cầu lưu truyền ra đi, đây là tự nhiên. Trí khai sư huynh từ đầu đến cuối treo đã tính trước tiếu dung, hắn sớm liền ngờ tới trí giải sư đệ sẽ là loại phản ứng này, vì thế hắn để tiểu đồ để đem cái này mai lưu ảnh cầu phục chế trên trăm phần, vì chính là đánh tan trí giải sư đệ tâm lý phòng tuyến. Ta đoán ngươi còn thừa lại 400 mai lưu ảnh cầu. Trong mật thất, âm thanh thứ ba vang lên. Người nào? Sư huynh đệ chỉnh tề tề cảnh kính sợ, nơi này là chùa hoàng pháp mật thất, làm sao lại có người tiến đến, hoa văn rồng phượng tường thủy đồ bạch bào thanh niên đột nhiên xuất hiện tại trong mật thất, bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này hòa thượng. Thượng chùa Hoàng Pháp tiểu hòa thượng manh mối làm sao tra được nơi này. Hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến chùa Tây Thiên A, Lục Dương nói, nếu là Phật quốc sự tình vậy vẫn là để chính chùa Tây Thiên xử lý A, Lục Dương ánh mắt rơi vào trí khai sư huynh trên thân, từ lưu ảnh cầu chụp ảnh góc độ nhìn, trí giải sư để phá giải khẳng định là sớm có dự mưu, loại này người lên làm trụ trì còn cao đến đâu. Khẩu xuất cuồng ngôn, sư huynh đệ đồng thời lúng cuốn, chuyện này tuyệt đối không thể để cho chùa Tây Thiên biết được, bọn hắn tu vi toàn bộ triển khai, liền mật thất đều lung lay sắp đổ. Thương Hoàng Thiên Quyền, Hàng Yêu Thập Bát Thức, hai tên hợp thể sơ kỳ à lục dương ngữ khí bình thản ở đây lập xuống, quy tắc, cái này gian mật thất bên trong, cấm chỉ sử dụng linh lực. Mất đi linh lực gia trì, sư huynh đệ hai người chiêu thức trực tiếp nửa đường tán loạn, mật thất bình tĩnh lại. Sư huynh đệ hai người thần sắc bối rối, loại này quy tắc áp chế, tuyệt đối không phải hợp thể kỳ, ngươi, ngươi là ai? phó thánh chủ, nhóm này chính là tập thể mua sắm lưu ảnh cầu, vẫn quy cũ cũ, để cùng kỳ tộc mở biên lai like là giá gốc, chúng ta thực tế mua sắm giá là giảm còn 80%, còn lại lượng chiếc ít lợi chính là chúng ta. Không có người phát hiện a, à, tuyệt đối không có người, không tệ, ngươi làm việc ta yên tâm. Phó thánh chủ gật đầu. Ngươi hai cũng cùng ta đi một chuyến chùa Tây Thiên. Rồng phượng tường thủy đồ bạch bào thanh niên đột ngột xuất hiện. Ngươi người nào? Phó Thánh Chủ Kinh Hải, thi triển cái thế đại thần thông liền ra tay với Lục Dương. Hợp thể trung kỳ sao, vẫn được. Lão đại, đây là lần này buôn lậu ít lợi. Ngươi hai cùng ta đi một chuyến chùa Tây Thiên. Giám y hiếp lão phu, muốn chết, hợp thể hậu kỳ, cũng vẫn được. Ẩm ướt trong huyệt động, bẩn thiểu tu sĩ nắm lấy lưu ảnh cầu điên cùng cười to. Đúng rồi, chính là như vậy, ta nguyền rũ thuộc lại lên một tầng lầu, lần này trên thế giới người nào vẫn là đối thủ của ta, có thể tính là tìm đúng người. Bạch bào thanh niên xuất hiện, tựa như trích tiên, cùng ẩm ướt dơ bẩn hang động hoàn cảnh không hợp nhau. Ngươi là ai? Bẩn thiểu tu sĩ nghi mị quát hỏi, lay động trong tay linh đan, quỷ ách tiếng chung vang lên, lệnh người không rét mà rung, lục dương một chút nhìn ra bẩn thiểu tu sĩ tu vi, hóa thần sơ kỳ sao, hắn thở dài, đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, ngươi biết không, vì bắt ngươi, ngươi biết ta tìm sai bao nhiêu người sao? Đoạn đường này xuống tới ta bắt lấy một luyện hư kỳ, ba tên hợp thể sơ kỳ, hai tên hợp thể trung kỳ, một hợp thể hậu kỳ. Lục Dương tại chùa Tây Thiên người quen không nhiều, Tuế Nguyệt Tiên tính một cái, bất quá loại chuyện nhỏ này không cần thiết phiền phức Tuế Nguyệt Tiên. Lục Dương trực tiếp liên hệ chùa Tây Thiên trụ trì Minh Ngữ Đại Nhân, Minh Ngữ Đại Nhân thông qua Tuế Nguyệt Tiên sớm liền biết rồi Lục Dương thân phận. Mới đầu Lục Dương hướng chùa Tây Thiên tặng người thời điểm, Minh Ngữ trụ trì còn rất cảm ơn Lục Dương trợ giúp Phật quốc loại bỏ tai họa ngầm. Có thể theo Lục Dương đưa qua người càng ngày càng nhiều, Minh Ngữ trụ trì nhìn mình ánh mắt đều không được bình thường, phản phất tại hỏi ngươi làm sao còn có thể hướng bên này tặng người, ngươi có phải hay không đối chúng ta Phật quốc có ý kiến? Mặc dù Lục Dương một lần cố gắng giải thích là các ngươi Phật quốc quản lý trình độ không được, không liên quan gì tới ta, bất quá hiển nhiên không thể thuyết phục Minh Ngữ trụ trì. Cũng may Lục Dương tra được thứ bảy đầu manh mối thời điểm, rốt cuộc tìm được chính chủ lục dương sợ thứ bảy đầu manh mối trực chỉ chùa Tây Thiên, vậy liền thật nói không rõ. Ta nói với các ngươi, cái này Phật quốc trị an chính là không được. Bất hủ tiên tử vì lục dương bên vực kẻ yếu, du thuyết mọi người. Đến Phật quốc liền vì kiểm tra cái nguyền rũ thuật, thế mà điều tra ra nhiều như vậy người, ngươi nhìn chúng ta tại đại hạ thời điểm, lúc nào đụng phải loại chuyện này. Ừm ưm ưm. Bạch bào bên trên các loại đồ án du đảng, nghiêm túc ứng thanh, phi thường đồng ý bất hủ tiên tử quan điểm. Cốt cư sĩ phải không? Ngươi là ngoan ngoãn bàn giao chuyện đã xảy ra, vẫn là ta thu thập ngươi một chầu ngươi lại bàn giao, bắt sáu tên hợp thể đại năng. Lừa gạt ai đây? Mới đầu cốt cư sĩ sửng sốt một chút, chợt giận dữ. Cái này sao có thể, hợp thể đại năng là bực nào tồn tại, là hắn muốn gặp một mặt cũng khó khăn tuyệt thế tồn tại, nghĩ bấu víu quan hệ đều chưa có xếp hạng đội, làm sao có thể muốn bắt liền bắt, còn một hơi bắt sáu cái, cốt cư sĩ lay động tiếng chung âm thanh càng lúc càng lớn quả thực là đinh tai nhức ốc mặc dù hắn là hóa thần sơ kỳ có thể hắn nắm giữ cực độ hiếm thấy nguyền rủa thuật hóa thần hậu kỳ cũng không nguyện ý cùng hắn đối đầu bây giờ hắn thông qua lưu ảnh cầu tản nguyền rủa thuật dùng cái này quan sát trúng nguyền rủa về sau phản ứng có cảm ngộ mới nguyền rủa thuật càng lên một tầng hóa thần kỳ không người có thể địch nhưng mà lục dương căn bản không e ngại nguyên rủa thuật đừng nói hắn hiện tại là tiên nhân coi như hắn không phải tiên nhân đều có thể dùng nghịch thiên cải danh thay đổi nhân quả, né tránh quyền rủa thuật. Ngươi tất vận rủi quấn thân. Cốt cư sĩ hô lớn, điên cuồng thôi động linh đan. Đường linh đan thả ra lực lượng chạm đến lục dương một khắc này lúc, linh đan răng rắc một tiếng vỡ thành hai nửa, cái này sao có thể? Cốt cư sĩ kinh ngạc, thổ huyết không ngừng, hắn bản mệnh linh đan thế mà bị phản phệ, điều này nói rõ đối phương mệnh cách cao quý không tả nổi, căn bản không phải hắn có thể đụng vào, còn không đợi lục dương xuất thủ, bạch bào bên trên cùng kỳ đồ đằng du đãng đến lục dương ngực mắt hổ trừng một cái cốt cư sĩ thân thể cứng đờ lông tơ đứng thẳng phản phất bị thượng cổ đại yêu để mắt tới không thể động đậy cốt cư sĩ vạn phần hoảng sợ dọa đến động cũng không dám động trong lòng điên cuồng gào thét đây là thủ đoạn gì đơn giản chưa từng nghe thấy đối phương đến tột cùng là ai vì sao lại tìm tới mình lục dương hoàn toàn không thấy cốt cư sĩ tồn tại tùy ý hắn phạt đứng hắn trong động đi dạo bắt đầu quan sát cốt cư sĩ hoàn cảnh sinh hoạt trong động lộn xộn nhìn cốt cư sĩ qua rất không giảng cứu tiếp lấy lục dương lại từ trên mặt bà nhặt lên một quyển sách lật hai trang xem ra đây chính là ngươi về nguyền rủa thuật tâm đắc quả nhiên là thông qua lập thể lưu ảnh cầu truyền bá nguyền rủa thuật thanh hà dùng thần thức xem xét quyển sách này rất dễ dàng liền xem hiểu nguyên lý cụ thể nhớ mày không vui loại phương pháp này nếu là rơi xuống người hữu tâm trong tay sợ là có thể đại quy mô truyền bá nguyền rủa đến lúc đó coi như gặp Kim Thải Vi hung tợn nhìn xem quyển sách này, cùng kỳ tộc thật vất vả thông qua lưu ảnh cầu đã kiếm được tiền, lại có thể có người lợi dụng nàng lưu ảnh cầu làm ác, hại nhiều như vậy người, thật sự là ghê tởm. Như không phải nàng bận tâm hình tượng, nàng đều nghĩ hóa thân nguyên hình, ngao ô ngao ô xé nát quyển sách này. Tốt tốt Thải Vi tiền bối, quyển sách này thế nhưng là bảo bối tốt. Lục Dương cười trấn an Kim Thải Vi, hắn đều có thể cảm nhận được Kim Thải Vi truyền đến sát khí. Bảo bối tốt. Có ý tứ gì? Kim Thải Vi bị lục dương mộng. Ta đang muốn dùng lưu ảnh cầu truyền bá nguyền rũ thuật là cái biện pháp không tệ. Cái gì? Thanh Hà còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thanh Hà tiền bối, nguyền rũ thuật là có để người sinh bệnh hiệu quả A. À, vâng, sao rồi? Lục dương sờ lên cầm hỏi sau một cái Thanh Hà chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Đều nói thuật pháp trung lập, cũng vô thiện ác phân chia. Vậy ta có thể hay không trái lại dùng nguyền rũ thuật? nguyền rủa cái này người sống lâu trăm tuổi thanh hà thần sắc cổ quái từ xưa đến nay nguyền rủa thuật đều là dùng để chú người khác số con rệp có thể vấn đề ở chỗ lục dương cũng không phải là suy nghĩ lung tung từ nguyền rủa thuật nguyên lý nhìn tự hồ để người khác may mắn cũng là đi được đến thông giống như có thể lấy đạt được thanh hà khẳng định lục dương trong đôi mắt toát ra vẻ mặt hưng phấn vậy ta có thể hay không thông qua lưu ảnh cầu truyền bá nguyền rủa thuật nguyền rủa tất cả mọi người khỏe mạnh trường thọ sống lâu trăm tuổi thanh hà hít khà. Một tiếng, thần sắc ngưng trọng. Giống như, cũng có thể lấy. Đại sư, người ta bắt lấy. Lục Dương đem người sách tới chùa Tây Thiên. Minh ngữ đại nhân khóe mắt run rẩy, hắn đều không muốn số Lục Dương bắt bao nhiêu cái, thăm dò tính hỏi, không có A, hết rồi, vậy là tốt rồi. Minh ngữ đại sư nhẹ nhàng thở ra, Lục Dương tới một chuyến liền bắt một người, tới một chuyến liền bắt một đôi người, Thật giống như Lục Dương biết nơi nào có vấn đề, thẳng đến mục đích đi giống như. Thiện tai, Tả nguyền rủa thuật sao? Lục thí chủ yên tâm, người này cứ giao cho ta chùa Tây Thiên xử lý. Người nói sư huynh để chúng ta tại mật thất nói chuyện nói thật tốt, tại sao lại bị người phát hiện? Trí Khai sư huynh tức giận đấm chân, hối tiếc không thôi, dù sao đều nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào bị phát hiện. Mà lại đến bây giờ liền là ai bắt bọn hắn cũng không biết. Ai nói không phải a? À? ta hư mở biên lai like đều mở bao nhiêu trở về, một lần đều không có bị phát hiện qua, hết lần này tới lần khác lần này bị phát hiện, ta bị bắt thời điểm ngược lại là nghe cái kia người nói một mình, nói cái gì hắn vốn là tra tìm bị nguyền rủa lưu ảnh cầu, kết quả dựa theo đại lượng mua sắm lưu ảnh cầu ghi chép ra được trên đầu chúng ta. Cho nên đây là tai bay vạ gió a, ai gặp một cơn xui xẻo, có biện pháp nào cam chịu số phận đi. Khi xoay một tiếng nhà tù cửa sắt mở ra, cốt cư sĩ bị đẩy vào a à, lại có mới tới tu vi rất thấp a à, ngươi là phạm chuyện gì đám tù nhân đều cảm thấy mình vận khí quá tệ muốn tìm đồng dạng vận khí hỏng bét cân bằng một chút trạng thái tâm lý cốt cư sĩ cười làm lành chư vị các đại ca tốt tiểu đệ là trong lúc rảnh rỗi nếm thử đem nguyền rủa thuật cùng lưu ảnh cầu kết hợp lại kết quả là bị bắt lời vừa nói ra nhà tù lập tức tỉnh mịch sao sao rồi cốt cư sĩ cười làm lành luôn cảm thấy giao phó xong trước kia, những người kia nhìn mình ánh mắt không biến hóa. Một đám hợp thể tu sĩ thần sắc bất thiện, từng bước ép sát, đem cốt cư sĩ bước đến góc tường. Nguyên rũ cơ bản nguyên lý, chính là thông qua nhân quả pháp thuật ảnh hưởng đối phương số phận, tinh khí thần, làm cho đối phương tinh thần hoảng hốt, hỗn loạn thân thể âm dương ngũ hành cân bằng. Nhân quả khái niệm đại nhân phải cùng ngươi nói qua, khả quan có thể cảm giác đều có thể thành lập nhân quả liên hệ, lưu ảnh cầu thì là thỏa mãn, khả quan, cái này nhất nhân quả liên hệ. Tổ miếu trong, Thanh Hà hướng lục dương cùng vân mộng mộng kỹ càng giảng thuật nguyền rủa thuật kiến thức căn bản, Ngao Linh bọn người đối nguyền rũ thuật đều có hiểu rõ, thậm chí Ngao Linh cùng Khương Liên Y làm đối thủ thời điểm còn lấy đối phương sợi tóc làm môi giới, thi triển qua nguyền rũ thuật. Dựa theo lục trụ quốc ý nghĩ, tỉ mỹ nghĩ lại, nguyền rũ thuật có thể lấy thông qua nhân quả pháp thuật ảnh hưởng số phận cùng tinh khí thần, vậy liền có thể lấy là chính diện, cũng có thể là mặt trái chính diện gia tăng số phận cùng tinh khí thần lời nói vậy liền có cường thân kiện thể tiêu trừ bệnh hoạn tác dụng bất hủ tiên tử không có ý định nghe giảng bài đang nằm tại tinh thần không gian nửa ngủ nửa tỉnh nghe được câu này thời điểm bỗng nhiên từ tinh thần không gian trong xuất hiện cường thân kiện thể tiêu trừ bệnh hoạn tiên tử cái này có vấn đề gì không lục dương nhìn ra bất hủ tiên tử dị dạng bất hủ tiên tử ngoạo đầu tại rất cố gắng nhớ lại cái gì nghe tiểu hà như thế một giảng cái này không phải liền là sớm liền thất truyền chút do thuộc sao chút do thuộc là cái gì mọi người cùng nhau nhìn hướng bất hủ tiên tử thậm chí thanh hà ngao linh mấy người cũng đều chưa từng nghe qua pháp thuật này a à, các ngươi không biết sao đây là cửu trọng tiên nghiên cứu lịch sử thời điểm nói với ta cửu trọng tiên không phải cái thứ nhất thành tiên sao hắn để chứng minh mình là cái thứ nhất thành tiên thường xuyên nghiên cứu cổ tịch cùng truyền thuyết dùng cái này chứng minh tại càng sớm thời điểm chưa từng xuất hiện siêu việt độ kiếp kỳ tồn tại. Nói có lẽ là rất sớm trước kia, có bao xa không biết, dù sao thời điểm đó liền hệ thống tu luyện đều không có hoàn thiện, liền có một loại chữa thương thủ đoạn, không giảng cứu đúng bệnh hốt thuốc, mà là lấy không biết pháp thuật tiến hành chữa thương, không chỉ có thể làm cho đối phương thân thể khỏi hẳn, trên tinh thần cũng có thể được trị liệu. Loại này trị liệu thủ đoạn liền gọi chút do thuật, chỉ có tên là, vu y, tu sĩ mới có thể pháp thuật này đến mức chút do thuộc là ai sáng tạo, nguyên lý là cái gì, lại là làm sao di thất, liền hoàn toàn không biết, cử trọng tiên lực khắp cổ tịch cũng không có tìm được khác tin tức. Các ngươi không cảm thấy nguyền rũ thuật trái lại dùng chính là chút do thuộc sao, nghe đúng là vật tương tự, thử một lần liền biết. Lục Dương nói, tiên tử trực giác xưa nay hung ác chuẩn, hắn tin tưởng tiên tử trực giác. Kim An thành bình dân quật. Trung tài nằm ở trên giường toàn thân phát nhiệt, hắn hôm nay tỉnh lại liền toàn thân khó chịu, vừa định đứng lên uống nước, vẻ mặt hốt hoảng, đứng lên lung lay hai lần, còn chưa đứng vững liền ngồi xuống lại, một điểm khí lực đều dùng không bên trên. Là hôm qua làm việc quá mệt mỏi nguyên nhân sao? Trung tài suốt mồ hôi tráng, rất không thoải mái, có một loại thật không tốt dự cảm, cảm giác mình được gió sốt cao đột ngột. Trung tài ánh mắt mơ hồ, mê mang ngủ trở về. Trong mơ mơ màng màng, hắn phản phất nhìn thấy bạch bào thân ảnh xuất hiện tại hắn trước giường, bộ mặt được nhu hòa quan mang bao phủ, thấy không rõ hình dạng. Là trong truyền thuyết Phật Đà Bồ Tát sao, bạch bào thân ảnh trên người hoa sen đồ đằng lóe lên một cái, chung tài liền không có ý thức. Ngáp thật thoải mái một giấc. Chung tài duỗi lưng một cái, cũng không biết ngủ bao lâu, chẳng qua là cảm thấy cái này ngủ một giấc rất dễ chịu, hắn hiện tại thần thanh khí sản, tư duy trước nay chưa từng có thanh tĩnh. Quả nhiên đi được đến thông. Lục Dương dùng quần áo đem mọi người mang về tổ miếu. Không chỉ là chung tài một người, hắn tại Kim An thành liền trị liệu hơn 10 người, bệnh gì chứng đều có, gió nóng, bị cảm nắng, nóng cảm mạo chờ một chút, không cần uống thuốc, đều có thể bị thanh hà nguyền rũ thuật chữa khỏi. Như thế nói đến, nguyền rũ thuật cùng thất truyền chút do thuật nhưng thật ra là một vật, lục dương nhíu mày, luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì, tiên tử, vậy ngươi biết nguyền rũ thuật là lúc nào xuất hiện sao, mặc dù nhân quả pháp thuật khó học khó tin có thể nếu như nguyền rủa thuật cùng chút do thuật là một vật lời nói vì cái gì nguyền rủa thuật lưu truyền xuống tới chút do thuật lại thất truyền theo lý thuyết nguyên rủa thuật thất truyền chút do thuật cũng sẽ không thất truyền mới đúng bất hủ tiên tử lắc đầu không biết ngao linh thì nói ra rất nhiều pháp thuật đều là từ hệ thống tu luyện sáng tạo thời kỳ được sáng tạo ra hệ thống tu luyện sáng tạo thời kỳ nhân tộc tiên hiền tre và mang mọc nếm thử phương pháp tu luyện pháp thuật là cái này khâu phó sản phẩm nguyên rủa thuật có khả năng nhất là hệ thống tu luyện ngay tại khai sáng đoạn thời gian kia xuất hiện bất quá thời đại kia khoảng cách quá xa, nói ít cũng có 30 vạn năm lịch sử, lại chưa có cổ tịch bảo tồn lại. Thời đại kia sự tình càng nhiều chính là thông qua miệng vi tương truyền lưu truyền xuống, rất nhiều thứ đều không thể khảo chứng. Ta đồng ý linh tỷ quan điểm. Thanh Hà nói, ta tại nghiên cứu nguyền rũ thuật thời điểm nếm thử truy tố qua đầu nguồn, mặc dù không có tìm tới chân chính đầu nguồn, nhưng ta có thể xác định nguyền rũ thuật ít nhất xuất hiện cũng có 20 vạn năm. Tốt ca, Lục Dương cũng có thể lý giải, dù sao hệ thống tu luyện là nhân tộc khai sáng, mà nhân tộc thời điểm đó liền sinh tồn đều khó khăn, lại có thể có bao nhiêu trên giấy đồ vật lưu truyền tới nay. Bây giờ nhìn thời kỳ thượng cổ, thời kỳ thượng cổ là truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ nhìn hệ thống tu luyện khai sáng thời kỳ, làm sao không phải cũng là một loại truyền thuyết. Nói lên cửu trọng tiên, ta còn có nỗi nghi hoặc. Lục Dương đột nhiên hỏi. Là cái gì? Đã đạo quả khái niệm là tiên tử ngươi khai sáng, đem độ kiếp kỳ phía sau cảnh giới định nghĩa vì tiên cũng là tiên tử ngươi ý nghĩ đúng a à, có vấn đề gì không khi tiên thể khái niệm là thế nào đến không đợi bất hủ tiên tử trả lời lục dương sờ lên cầm nói một mình đương nhiên ban đầu nhân tộc chỉ là đem một loại thể chất đặc thù gọi là tiên thể là khoa trương miêu tả sau đó tiếp cận cái cực số gọi chính đại tiên thể các ngươi nói còn có hay không một khả năng khác rất sớm trước khi lưu truyền xuống cảnh giới cũng không hoàn toàn nguyên bản độ kiếp kỳ phía trên là có, tiên, cảnh giới này, sau đó mới có, tiên thể, cái này một xưng hô, tiểu tổ ngài có chỗ không biết a à, chúng ta lưu ảnh cầu chất lượng quá tốt, không những chứa đựng lớn, giá cả tiện nghi, còn rắn chắc dùng bền, dùng cái 10 năm 20 năm đều hủy không được a à, chúng ta lưu ảnh cầu tại Kim An thành lượng tiêu thụ đã bắt đầu giảm xuống, kỳ. Thật chúng ta còn muốn đập một bộ nhìn liền rất dọa người ảo ảnh trong mơ tới, dự nhi các nàng tại lưu ảnh cầu bên trong động tác đều là ta nghĩ đập mảnh vỡ vừa vặn có thể thử một chút khán giả phản ứng thạch đại nhân than thở khóc lóc hắn làm kim an thành người phụ trách áp lực phi thường lớn tại nếm thử các loại biện pháp cái nào ngươi cũng không thể dùng loại phương thức này a à. kim thải vi nghiến răng nghiến lợi đều nghĩ giả bộ như chuyện này chưa từng xảy ra ngươi cái này đều đều thành quỷ dị truyền thuyết ta lần sau khẳng định không dám thạch đại nhân lời thề son sắc nói hắn sao có thể nghĩ đến chuyện này huyên náo như thế lớn Kim Thải Vi không nghĩ tới tha một vòng lớn, cuối cùng phát hiện đều là nhà mình tộc nhân chơi đùa lung tung đi ra. Mất mặt ném đi được rồi. Cho ta thành thật một chút, nếu là lại để cho ta tại chợ đen nghe được liên quan tới lưu ảnh cầu trong có quỷ mang đến vận rủi truyền thuyết, ngươi liền chờ đó cho ta. Kim Thải Vi hung tận trừng thạch đại nhân một chút. Bọn hắn cùng kỳ tộc từ trước đến nay không có gì thanh danh tốt, đều biến thành tứ hung một trong, danh xưng cùng hung, bây giờ lưu ảnh cầu sự nghiệp vừa mới cất bước, tại tu tiên giới mọc lên như nấm, thạch đại nhân sự tình nếu là truyền đi, ngoại giới không chừng làm sao ác ý phỏng đoán bọn hắn cùng kỳ tộc. Được rồi, được rồi, Thải Vi tiền bối ngươi bình tĩnh một chút. Lục Dương liền vội vàng tiến lên trấn an Kim Thải Vi, hắn nhìn tiểu lão hổ là thật bị tức đến, không chừng khí liền cho thạch đại nhân đến lập tức. Thạch đại nhân chỉ là Kim Đan Sơ Kỳ, khẳng định là gánh không được tiểu lão hổ một trảo này. Hướng chỗ tốt nghĩ, tối thiểu nhất không có người thông qua lưu ảnh cầu thi triển nguyền rũ thuật không phải lưu ảnh cầu chủ ý chính là lục dương nghĩ ra được mặc kệ lục dương là thiếu giáo chủ kim trụ quốc đại thần tầng này thân phận lục dương đối toàn bộ cùng kỳ tộc đều có ân lục dương nói chuyện đối kim thải vi mà nói vẫn là rất có tác dụng ngài bớt giận phản bối cam đoan không có lần sau thạch đại nhân cười làm lành cảm kích nhìn lục dương được rồi được rồi đi thôi kim thải vi tức giận rời đi thạch đại nhân phủ thượng lại lần nữa biến trở về cùng kỳ đồ đằng. Chúng nữ buồn cười, muốn lại không dám cười, sợ chọc giận tiểu lão hổ cào các nàng. Chùa Tây Thiên, Đại Hùng Bảo Điện Ngũ say Phật đà mở ra hai con ngươi, mặt lộ vẻ dị sắc. Tự hồ có đồ vật gì bị cải biến, hắn duỗi ra kim sắc Phật thủ, hư không một nắm, một viên giống như là kim sắc nước sông ngưng tụ mà thành đạo quả xuất hiện trong tay hắn. Hắn thôi động tuế nguyệt đạo quả, một mình gần hợp thời ở giữa dòng lũ, không cứu vô tận thời gian ở bên cạnh hắn vòng giống như là một cái chớp mắt lại giống là vĩnh hằng quái thời gian cũng không trở về ngược dòng cảm giác ta bị sai sao tuế nguyệt tiên chắp tay sau lưng tại đại hùng bảo điện dạo bước có chút không hiểu mặc dù trực giác của hắn không giống bất hủ tiên tử như vậy chuẩn xác thế nhưng cực ít phạm sai lầm bất hủ tiên hẳn là tại vấn đạo tông đi còn có vân chi đạo hữu hỏi một chút các nàng đi tuế nguyệt tiên đứng dậy bay về phía vấn đạo tông đây là hắn 30 vạn năm đến nay lần thứ nhất đi ra đại hùng bảo điện. Vương triều đậu nành tổ miếu. Thải vi tiền bối, người nói chúng ta tổ miếu vách tường trống chỗ bộ phận dùng bánh bíp quy bổ khuyết, lại sót một tầng nước đường thế nào? Vân mộng mộng cười hì hì bồi tiếp kim thải vi cùng một chỗ tại góc tường ngồi xổm. Nguyên bản còn có chút rầu rĩ không vui kim thải vi nghe được vân mộng mộng đề nghị, tạm thời giờ đi lực chú ý, nghiêm túc tự hỏi. Đúng là ý kiến hay, tổng dùng nước đường bổ tường lỗ thủng có chút quá ngọt. Đi, chúng ta nghiên cứu một chút cái dạng gì bánh bíp quy phù hợp. Tiên tử, ngươi là đang tự hỏi vấn đề gì sao? Lục Dương chú ý tới bất hủ tiên tử từ lúc từ Kim An thành trở về liền thường xuyên ngẫn người. Tỷ như hiện tại bất hủ tiên tử an vị trên giường cuộn lại chân, thăm dò tay nghiêng đầu nhíu mày, thoạt nhìn như là đang tự hỏi vấn đề. Tiểu Dương tử, ngươi nói bản tiên tuổi quá trẻ làm sao lại trí nhớ không tốt lắm đâu, Bản tiên luôn cảm giác quên vài việc gì đó. Ngài quên cái gì rồi? Tiểu Dương tử thực ngốc, bản tiên nếu là biết quên cái gì còn có thể gọi quên sao, kỳ thật ta cũng hầu như cảm thấy quên chút chuyện gì đó." Lục Dương ngượng ngùng nói. "Tiên tử cùng tiểu sư đệ cũng đều cảm thấy quên chút gì sao?" Thanh lãnh âm thanh tại Lục Dương cùng bất hủ tiên tử vang lên bên tai, dọa đến Lục Dương giật cả mình. "Đại sư tỷ Lục Dương trong lòng tự nhủ đại sư tỷ ngài đến thời điểm có thể sớm lên tiếng kêu gọi sao, rất dọa người. Chờ một chút, ư, Lục Dương chú ý tới đại sư tỷ dùng từ. Nói như vậy đại sư tỷ ngươi cũng quên sự tình, quả nhiên trực giác của ta rất ít khi sai. Tuế Nguyệt Tiên xuất hiện tại tinh thần không gian, hắn đi vào vấn đạo tông phía sau chỉ tìm được Vân Chi, cũng không tìm tới Bất Hủ tiên tử. Vân Chi cũng cảm giác được dị dạng, liền dẫn Tuế Nguyệt Tiên lại về tới Phật Quốc là đã xảy ra chuyện gì sao lục dương thu hồi chơi đùa trạng thái tâm lý biểu tình nghiêm túc lên bốn người bọn họ đều cảm thấy có dị dạng chỉ sợ không thể đơn giản dùng ảo giác hai chữ để hình dung ngồi trước ngồi trước bất hủ tiên tự rất hữu lễ số khách nhân đến trong nhà bái phỏng khẳng định không thể đứng thế là biến ra hai tấm giường để vân nha đầu cùng tuế nguyệt tiên ngồi tiếp lấy lại vỗ vỗ giường của mình ra hiệu lục dương ngồi bên này tuế nguyệt tiên dẫn đầu nói ra vừa rồi ta ngay tại đại hùng bảo địa ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu không có nguyên do luôn cảm thấy thời gian phát sinh không muốn người biết biến hóa thời gian quay lại rồi tuế nguyệt tiên lắc đầu bác bỏ lục dương ý nghĩ không phải ta toàn lực thôi động tuế nguyệt đạo quả đã kiểm tra thời gian hồng lưu cuồn cuộn hướng về phía trước cũng không có rút lui vết tích ý vị này cũng không có phát sinh thời gian quay lại còn nữa nói thời gian quay lại chỉ có tuế nguyệt đạo quả có thể làm đến đạo quả hình thức ban đầu đều không được. nếu thật là phát sinh thời gian quay lại cũng chỉ có thể là ta động thủ. nguyên bản ta cảm thấy là ảo giác, có thể ta lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, liền bái phỏng vân chi đạo hữu. vân chi đạo hữu thì là nói nàng từ hồ đã mất đi một đoạn thời gian ký ức, có thể nàng cẩn thận một hồi ức, phát hiện ký ức ăn khớp cũng không có vấn đề gì. vân chi tiếp lấy nói ra, ta hỏi qua ứng thiên tiên, khương bình an cùng mạnh quân tử, ba người bọn họ cũng không phát giác được có gì đặng nói cách khác chỉ có ba vị tiền bối cùng ta cảm thấy có vấn đề lục dương giật mình không thôi ứng thiên tiên cùng loại tiên nhân không có phát giác chuyện này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn mặc dù mình là tiên nhân nhưng thật động thủ vẫn là so chân chính tiên nhân yếu một ít mình cũng có thể phát giác được dị dạng hẳn là cùng bất hủ tiên tử ở tại tinh thần không gian có quan hệ phía sau màn hắc thủ động thủ lục dương nhíu mày bây giờ chỉ có cái này một loại giải thích đây là phía sau màn hắc thủ lần thứ nhất chân chính động thủ. Mặc dù phía sau màn hắc thủ tìm tới qua Trung Thiên Đế quân, nhưng nghe bắt đầu hoàn toàn không phải phía sau màn hắc thủ chân chính thủ đoạn. Đến tột cùng đã xảy ra gì đó, khiến cho phía sau màn hắc thủ động thủ. Màn đêm đen kịch dưới, hai tên cướp tu tiêu trừ khí tức, lặng lẽ tới gần một chỗ ẩm ướt hang động. "Đại ca, ta hay là vẫn là thu tay lại a?" Trong đó một tên cướp tu nhỏ giọng nói hắn luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác sợ cái gì ta sớm liền nghe ngóng tốt cái này cốt cư sĩ chính là hóa thần sơ kỳ còn không có gì chiến tích cả ngày trốn đông trốn tây không biết mân mê thứ gì lấy hữu tâm tính vô tâm hai người chúng ta hóa thần kỳ giải quyết hắn còn không phải dễ dàng nhát gan cướp tu cắn răng vậy liền nghe đại ca hai người tới gần ẩm ướt hang động lấy ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo một chung một đỉnh hai người hướng chung đỉnh điên cuồng rót vào linh lực chung đỉnh trong nháy mắt bị kích hoạt hai người đồng thời xông vào hang động, thần sắc dữ tợn, nghi mị uy hiếp. Cốt cư sĩ, chịu chết đi, không có người A, hai tên cướp tu hai mặt nhìn nhau, trong huyệt động sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là có đã từng có người ở dáng vẻ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.